du lịch nghe rất hấp dẫn đúng không? Nhưng tuy nhiên ấy, thì khi mà các bạn đang di chuyển đến những nơi khác nhau ở trên lãnh thổ Việt Nam hay toàn thế giới thì các bạn sẽ phải đối mặt với một điều đó chính là các bạn không thể cắm được ổ sạc, bình nước nóng hay bất kỳ một thiết bị điện nào nếu ổ cắm của chúng ta không tương thích. Đó là một việc rất kinh khủng và tôi là qua ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm giải quyết được tất cả những vấn đề đó đến từ thương hiệu Fujitsu của Nhật Bản. Cái sản phẩm này có tên gọi là Fujitsu several travel adapter à, đây là cái chiếc ổ điện mà đã được nghiên cứu để có thể tương thích với chân cắm của hơn 150 quốc gia trên thế giới à, cái sản phẩm này có giá thị trường lên tới 700 nghìn Đấy, tuy nhiên thì sau cái video ngày hôm nay ấy, thì các bạn sẽ có thể mua nó với deal sốc chỉ với 200 nghìn đồng à, tất nhiên rồi cái deal sốc thì là một cái hiểu rất hay nhưng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái chiếc ổ điện trị giá tận 700 nghìn này có cái gì hot, có cái gì hay nhé Vỏ hộp thì rất là đơn giản với các cái thông tin thông tin như là ví dụ hỗ trợ tận 4 cổng USB, có USB C, có hỗ trợ power delivery và tương thích với các điện trên 150 quốc gia khác nhau. Cái điều đặc biệt nữa là chúng ta sẽ có cầu trì nhé, cực kỳ an toàn các bạn. À, bây giờ chúng ta mở thử mở ra này. À rất là hay nhá, mở ra này, chúng ta có các cái uh, tai của sóc các ổ điện khác nhau và đây là sản phẩm chính. Tôi sẽ mở hộp ra ngay bây giờ để xem chúng ta có gì. Vào. Đó. Rồi, đây chúng ta sẽ có ổ điện. Tất nhiên rồi, ổ điện và phụ kiện. Phụ kiện là có một cái uh, túi, một cái túi với nắp da, rất là sang trọng và xịn sò. Cái này thì các bạn sẽ có thể uh, đút cái uh, ổ điện vào đây để chúng ta mang đi, cầm nó gọn cho nó sạch uh, sẽ vệ sinh. Đây, nhân vật chính, ổ điện uh, Fujitsu. Đấy các bạn đang nhìn thì uh, khi mà chúng ta cắm ở cái bên uh, mặt chính này nhá, chúng ta cắm ổ điện vào thì ở bên mặt này chúng ta vẫn có thể cắm tiếp cái ổ điện ra. Đó, rất là hay và ở đây là ba loại chân cắm khác nhau này chúng ta có chân cắm US này đấy chúng ta có chân cắm UK này đấy khi mà đấy chúng ta lên chân cắm UK đấy chúng ta bong cái tem ra rồi hoặc là các bạn thử với chân cắm EU là chân cắm hai đấy rất thông dụng ở Việt Nam đúng không đó đây đây là cổng USB-C này đấy cổng USB-C và cổng USB A 2.4A cái này tương đương khoảng 12W đó chúng ta có chứng nhận smart đây À, chúng nó sẽ điều chỉnh cái nguồn thông minh. Ở đây lại hai cổng uh, USB-A 2A nữa. Tức là các bạn có thể sạc được rất nhiều điện thoại với rất nhiều các cái chuẩn khác nhau. Đó, và đây là các cái profile điện này, đó. Ở bên mặt bên này thì uh, à đây, tôi có nhìn thấy là các bạn đây, max power của cái uh, ổ cắm này là tám uh, 1800W nhá, 1840W các bạn ạ. Đấy như thế này là chúng ta có thể cắm được cả ấm siêu tốc nữa. Cực kỳ tiện lợi. Thêm nữa lúc nãy thì tôi đã nói về cái vấn đề là cầu chì đấy để bảo vệ cho cái các cái thiết bị của các bạn thì đây nó là cầu chì đây. Tôi không biết là lên video thì cái này nó có các bạn có nhìn rõ không nhưng mà đây là một cầu chì cái này thì có thể cậy ra thay cầu chì nhá. Cầu chì hỏng là chúng ta lại thay cầu chì khác đấy cực kỳ tiện lợi và khi mà chúng ta đẩy các cái ổ điện này ra thì ở bên trái nó có một cái nút này các bạn bấm vào này và bên kia các bạn kéo lại đấy cực kỳ hay cực kỳ tiện lợi đấy tương thích với ổ điện của hơn 150 quốc gia khác nhau một cái sản phẩm sang xịn và cái bưu nhựa chắc chắn như thế này ấy, lại chỉ có giá vào khoảng 200 nghìn, vâng 200 nghìn là cái đu sốc. Đấy chúng ta có đu sốc giảm từ 700 nghìn xuống 200 nghìn luôn. Đó, tem phân phối của CineFPT luôn. Và về bảo hành, ấy, chế độ bảo hành của cái ổ điện này sẽ là bảo hành 12 tháng các bạn ạ. Đấy, rất là tiện. Ở bên trên này nhá, cái ổ điện này cũng là tương thích với rất nhiều các cái trông cán khác nhau này các bạn này. Đấy, thương hiệu Fujitsu hàng xịn sò của Nhật luôn ok à thế là hết rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhé xin chào và hẹn gặp lại